Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Sang tới nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 86, Hải Thần Các chẳng những là nơi thảo luận của các vấn đề cao cấp của Học viện Sử Lai Khắc, mà đồng thời còn là một bảo khố thực sự của Học viện. Tất cả những bí mật của Học viện đều được cất giấu tại đây. Bình thường, trừ các trưởng lão và 4 viện trưởng, không ai có tư cách tiến vào. Có thể vào Hải Thần Các chính là một vinh dự vô cùng lớn lao. Ít nhất từ trước đến nay, Đới Thượng Hành và Lăng Lạc Thần đều chưa từng nghe thấy chuyện có Học viện từng đến nơi đây, cho dù là các học trưởng từng đạt quán quân trước đây cũng vậy. Mọi người lần lượt bước lên trên thuyền, Ngôn Thiểu Chiết tự đến kiểm tra thương thế của Từ Tam Thạch, sau đó còn đề nghị sẽ giữ hắn và Giang Nam Nam ở lại chữa thương ở đảo Hải Thần. Vũ Hạo tuy đã từng nghe các học trưởng nhắc đến Hải Thần Các, thế nhưng nói chính xác, hắn cũng chỉ biết mỗi cái tên mà thôi. Hôm nay được đến đảo Hải Thần, tâm trạng dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn rồi. Trên đảo Hải Thần là nơi học tập của các đệ tử nội viện Học viện Sử Lai Khắc nổi danh mạnh mẽ trong giới hồn sư trên đại lục. Với tuổi tác hiện tại của Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu mà có thể đặt chân đến đảo Hải Thần, có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Hồ Hải Thần có diện tích rất lớn, so với những vùng còn trống ở bên ngoài Học viện Sử Lai Khắc còn muốn rộng hơn. Thuyền đi suốt 15 phút, xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt mới dần dần thấy rõ bóng dáng một tòa thành ở giữa đảo. Đảo Hải Thần chỉ rộng trên dưới 2 km², mặt ngoài chẳng có gì ngoài một tòa núi nhỏ được ghép lại từ những đỉnh lầu khác nhau. Nơi này bình thường đều ẩn mình phía sau làn sương mù, nên khi mà hiện ra trước mặt những đệ tử ngoại viện không khỏi làm bọn họ chấn động. Tuy mọi thứ đều xa lạ với bọn họ, thế nhưng bọn họ đều biết trước mặt bọn họ chính là những thứ có thật trong truyền thuyết mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ. Ngôn Thiểu Chiết không gọi người đỡ Từ Tam Thạch đi nghỉ ngơi, mà dẫn cả nhóm đi dọc theo một phiến đá nhỏ vào vùng đất thật sâu trong lòng của đảo Hải Thần. Cuộc sống trên đảo Hải Thần vô cùng tĩnh lặng, dường như ở đây không có ai sinh sống vậy. Tất cả đều yên ả an nhàn, phảng phất như là chốn thế ngoại đảo nguyên. Ẩn sau các thảm thực vật vô cùng phong phú là các tòa lầu các vô cùng nhã nhặn. Tuy đây chỉ là lần đầu tiên Vũ Hạo tới đây, thế nhưng cậu đã lập tức thấy thích nơi này rồi. Cây cối sinh trưởng ở đây đều có ít nhất là 1.000 năm tuổi, có những cây cổ thụ cao đến hơn 100 mét. Lát sau cả nhóm đã đi đến con đường đến gần vị trí đỉnh núi rồi. Lúc này một tòa lầu các xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một tòa nhà màu nâu có 3 tầng theo phong cách cổ xưa nhuốm màu tang thương. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những trụ gỗ làm nên tòa nhà này đã sáng bóng lên rồi. Tòa lâu này tuy nói có 3 tầng, thế nhưng cũng chỉ cao khoảng 10 thước, không hề có cảm giác rộng rãi và hùng vĩ. Nhưng vừa bước vào tầng đầu tiên, đập vào mắt bọn họ chính là một tấm biển nhỏ thép vàng, viết 3 chữ biểu thị thân phận của nó, Hải Thần Các. Mọi người vừa thấy 3 chữ này, bầu không khí liền trở nên hết sức trang nghiêm. Theo khoảng cách bọn họ nhìn từ bên ngoài, Hải Thần Các ở ngay đỉnh núi cao, đồng thời cũng là vị trí trung tâm của đảo Hải Thần. Ngôn Thiểu Chiết dừng bước trước cửa Hải Thần Các, mỉm cười như chiến đội Sử Lai Khắc rồi nói: "Sở dĩ ta không cho người đưa Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đi nghỉ ngơi, cũng vì muốn hai người bọn họ cũng có cơ hội bước vào Hải Thần Các này." Sau khi giải thích xong, lão liền xoay người đối diện với cửa vào Hải Thần Các, khom người hành lễ rồi nói: "Lão sư, mọi người đã trở về." Những người ở đây vừa nghe thấy hai chữ lão sư đều cực kỳ chấn động, ngay cả các đệ tử nội viện là Đới Thượng Hành và Lăng Lạc Thần cũng không ngoại lệ. Ngôn Thiểu Chiết thân là viện trưởng hệ vũ hồn, trong lòng các đệ tử địa vị của lão có thể nói là cực kỳ cao quý. Dù là huyền lão, vì chức vụ không giống nên trong mắt các đệ tử, lão không quan trọng bằng vị Ngôn viện trưởng này, cho nên bọn họ ngàn vạn lần không ngờ lão sư của Ngôn viện trưởng vẫn còn sống ở trên đời này. "Tất cả vào đi." Một giọng nói già lùa chợt vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện một màn vô cùng chấn động. Tòa Hải Thần Các 3 tầng trước mặt bọn họ bỗng nhiên sáng bừng lên, cả tòa lâu hóa thành một màu vàng rực rỡ, hệt như là được làm từ vàng ròng vậy. Quang sáng màu vàng trông rất nồng đậm, thế nhưng lại nhẹ nhàng trôi nổi, bao phủ lấy tất cả mọi người. Một luồng hơi thở ấm áp chứa đầy khí tức quang minh lặng lẽ xoa dịu cơ thể của từng người. Cảm giác mệt mỏi vì phải di chuyển một đoạn đường dài thoáng cái đã biến mất, ngay cả Từ Tam Thạch đang hôn mê sâu cũng run rẩy từ từ tỉnh dậy. Trong tất cả mọi người, người cảm nhận được rõ ràng nhất phải kể đến Vương Đông. Từ người Vương Đông bỗng tỏa ra một luồng khí màu vàng nhạt, nó hòa quyện lấy quầng sáng màu vàng đã bao phủ lấy cơ thể của hắn, rồi đồng thời lóe lên ánh kim, đặc biệt nhất là cánh tay trái. Lúc này nó trông vô cùng rực rỡ, chỉ đơn thuần là một màu vàng thôi, thế nhưng lại mang đến cảm giác tươi đẹp một cách kỳ lạ. Lúc này đắm chìm bên trong quầng sáng màu vàng kim ấy, không chỉ có các thành viên của chiến đội Sử Lai Khắc mà cả Chu Y cũng đã theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Còn 4 vị viên trưởng kia đều từ tuấn bước vào Hải Thần Các, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ quầng sáng kia. Ánh mắt của Bối Bối bỗng nhiên có một chút ngẩn ngơ. Cậu mơ hồ nhìn thấy hồn lực ở trong cơ thể không ngừng phóng ra, từng tia lô điện màu xanh tím như ẩn như hiện hòa mình vào quầng sáng đang bao phủ quanh cơ thể. Dường như văng vẳng bên tai cậu còn có tiếng rồng ngầm thật khẽ. Mỗi người ở đây tuy đều đang nhắm mắt, thế nhưng đều cảm nhận được những chuyện không giống nhau.
Phản ứng của vua Hạo mặc dù không rõ rệt như vương Đông, thế nhưng đối với cậu, đây đã là một chấn động không nhỏ rồi. Bầu không khí dường như được tiếp thêm luồng sức sống mới, sinh lực hết sức đậm đà. Ba cường giả đang ngủ say trong tinh thần hải của vua Hạo cũng đã vì thế mà đồng loạt thức tỉnh. Thế nhưng hôm nay đặc biệt kỳ lạ, ba người đều đã tỉnh thế nhưng hoàn toàn không lên tiếng nói chuyện với cậu. Thậm chí Y Lai các tứ chỉ dám truyền cho cậu một câu duy nhất, nói cho cậu biết, chủ nhân của hơi thở quang minh này cực kỳ mạnh mẽ, tu vi có thể gần bằng với lão ngày trước. Thiên Mộng và Băng Đế nhất định phải cố gắng ẩn mình, nếu không việc ba người bọn họ ở trong cơ thể của Vũ Hào có thể sẽ bị người kia phát hiện ra. Chẳng lẽ học viện Sở Lệ Khắc còn có người mạnh hơn Huyền Lão hay sao? Vũ Hào tự hỏi bản thân, trước đây cậu cứ ngỡ Huyền Lão và các vị viện trưởng đã là cường giả mạnh nhất rồi. Thế nhưng hiện giờ cậu nhận ra, thực lực học viện không chỉ đơn giản như vậy, mà người kia còn là lão sư của nguồn viện trưởng nữa. Có điều tích tắc sau, cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở quang minh nồng đậm kia, hoàn toàn không còn suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Huyền Thiên Công lặng lẽ vận chuyển, sau mỗi chu kỳ cậu lại kinh ngạc phát hiện, không ngờ tu vi của mình lại có thể tăng nhanh đến như vậy. Tất cả cũng nhờ công dụng từ sinh linh kim, kinh mạch của cậu đã được mở rộng nhiều lắm, nhất là sinh mệnh lực lượng lúc nào cũng dồi dào. Khi mà cậu đang đắm chìm vào hơi thở sinh mệnh, sinh linh nhãn trên trán của cậu cũng không kiềm được mà ngứa ngáy, bắt đầu lén lút hấp thu khí tức sinh mệnh. Hồi lực hòa vào Huyền Thiên Công vui mừng sung sướng vận chuyển, sinh khí hết sức nồng đậm ở trong không khí giống như vừa di chuyển vào cơ thể của cậu đã trực tiếp chuyển thành hồn lực, nên hồn lực của cậu từ giữa cấp 28 vèo một cái thăng lên cấp 29, dường như chỉ khoảng một phút cũng có thể là cả một thế kỷ. Hơi thở quang minh dần dần biến mất, mọi người từ từ tỉnh táo trở lại. Người tỉnh dậy đầu tiên dĩ nhiên là người có tu vi mạnh nhất ở đây, Đới Thượng Hành. Gương mặt của cậu lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Tu vi đến cấp bậc như cậu hiện nay thì tốc độ hồn lực tăng lên có thể nói là cực kỳ chậm, muốn làm cho nó tăng lên là chuyện vô cùng khó khăn. Vậy mà chỉ trong tích tắc vừa rồi, cậu cảm nhận được hồn lực của mình tăng lên không ít. Càng quan trọng hơn, hồn lực của cậu dường như vừa được tinh lọc càng thêm tinh thuần. Như thế này so ra nó còn quan trọng hơn cả việc tu vi tăng lên nữa. Sợ gì Vũ Hào không cảm nhận được cảm giác ấy, cũng vì hồn lực của cậu đã được tinh lọc quá nhiều lần, nhất là lần sau cùng với sinh linh kim, nên lúc này khí tức quang minh đi vào cơ thể của cậu chỉ có tác dụng duy nhất là gia tăng hồn lực. Sau Đới Thượng Hành là Lăng Lạc Thần, lát sau mới đến mấy người bối bối. Lúc này Từ Tam Thạch sau khi tỉnh táo trở lại, gương mặt cũng tốt hơn rất nhiều, giống như sinh lực bị tiêu hao đều đã được bổ sung lại đây. Cậu ngẩn ngơ nhìn quầng sáng màu vàng kim đang từ từ biến mất rồi lẩm bẩm, ta đang ở đâu thế này? Thương thế của Giang Nam Nam vốn đã khôi phục không ít, sau khi được quầng sáng màu vàng kim kia chiếu xuống lại càng tốt hơn. Cô chủ động ngồi xuống cạnh Từ Tam Thạch, ghé tai giải thích với cậu vài câu. Từ Tam Thạch vừa nhìn thấy cô lập tức hỏi, Nam Nam, muội không sao chứ? Giang Nam Nam lúc này khẽ lắc đầu, gương mặt đang tươi cười của cô bỗng thoáng có một chút phức tạp. Đi thôi, chúng ta vào trước nói sau. Bối bối đỡ Từ Tam Thạch dậy từ tốn nói. Lúc này Vua Hạo cũng đã thanh tỉnh, cậu sợ mình phát hiện hồn lực của mình đã đến cấp 29, mà nhìn sắc trời bên ngoài, rõ ràng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.